Ok, hay cho các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Omega Ruby. Ok, ở video trước thì chúng ta đã cùng nhau bắt bộ ba ao hồ của vùng Sinnoh. Và như các bạn đã thấy ở video này thì mình đã mang bộ ba đó vào đội hình của mình, gồm có Metric, UCA và Azio. Ok, thì tại sao mình lại đưa ba con này vào đội hình? Thì chúng ta cần ba con này để mà bắt một huyền thoại khác. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái Aeon Flood để mà tiếp tục cưỡi trên lưng của con Latios. Ok, thì đa số huyền thoại trong bản này đều là bắt khi mình cưỡi lên lưng của Latios. Đấy, thì khi mà có bộ ba ao hồ trong đội hình thì các bạn có thể thấy là có một vết nứt trong không gian nó xuất hiện. Thì khi mà chúng ta vào đó, chúng ta sẽ bắt được một con huyền thoại. Đó là một trong bộ ba sáng tạo của vùng Sinnoh. Thì mình nói luôn, đó là chúng ta sẽ bắt Palkia nếu như mà các bạn chơi Omega Ruby. Còn nếu như các bạn chơi Alpha Sapphire thì các bạn sẽ bắt Dioga. Giờ chúng ta sẽ vào nha. Và mình chơi Omega Ruby thì mình sẽ bắt Palkia. Nên nhớ là phải có bộ ba ao hồ trong đội hình mới vào đây được nha anh em. Ok, thanh đồng quang. Giật phát. Ô, mình quên dùng Quick Ball rồi. Mà không sao. Đối với lại Pokemon huyền thoại thì dùng cái Quick Ball nó cũng tỷ lệ bắt nó cũng không có cao lắm đâu. Khỏi dùng cũng được. Aura Spear, what the hell. Tê liệt cái coi. Bóc 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 bóc. Một hit nữa. Hay lắm anh em ạ. Bóc 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 bóc. Ok, bắt. Rồi, chiêu này rồi, mình lên đường rồi. Chiêu này là một kỹ năng mà chỉ có Palkia sử dụng được thôi. Hình phong đúng không ta? Hình như là chỉ có Palkia sử dụng được chiêu này thôi thì phải. Theo mình nhớ là Palkia và Dioga mỗi con sở hữu một chiêu mà chỉ có tụi nó mới có thôi à. Nếu như mình nhớ không lầm. Ok. Rồi, bắt thôi. Đến bo vẫn còn nhiều. Một. Oh man. Oh, chiêu đó không có tác dụng. Hay lắm. Không có tác dụng với lại con Gardevoir. Bốn. Oh yeah. Hehehe. Oh man, bắt Pokemon mà cũng lên level. Kinh bánh nồi. Rồng và nước. Nặng 740 pound. Ui, 740 pound là nó khoảng 350 kg. Thua xa con Dioga. Con Dioga hệ thép cho nên nó rất là nặng. Rồi, vậy là mình đã bắt xong Palkia. Rồi thì có bạn sẽ hỏi mình là có thể bắt được cả ba trong bộ ba sáng tạo hay không? Câu trả lời là có. Thì như nãy mình nói là Omega Ruby chúng ta sẽ bắt Palkia, Alpha Sapphire sẽ bắt Dioga, và khi chúng ta có cả hai con đó trong đội hình thì chúng ta sẽ bắt được Giratina. Vậy làm sao để có cả hai bây giờ? Tức là nếu mà các bạn chơi trên máy 3DS á, thì các bạn nhờ một người khác chơi phiên bản kia, phiên bản Alpha Sapphire, trade cái con Dioga qua cho bạn. Hoặc là ngược lại, bạn chơi Alpha Sapphire thì bạn phải nhờ một người chơi Omega Ruby trade con Palkia qua cho bạn. Thì bạn có cả hai, thì bạn để hai con đó vô đội hình thì bạn sẽ gặp được Giratina tại cái vị trí, cái vết nứt ngay hồi nãy luôn. Đó, các bạn hiểu chưa? Khi mà các bạn nhờ một người khác trade qua, bạn có cả hai con Dioga và Palkia thì các bạn sẽ bắt được Giratina ngay tại chỗ hồi nãy luôn. Còn mình chơi giả lập, mình không có trade được cho nên đành chịu. Mình đã thử tìm code của Dioga để mình chỉnh, để mà bắt Giratina, nhưng mà mình tìm mãi không có code cho nên thôi đành chịu. Ok.
Rồi bây giờ mình sẽ cất ba con cất ba con ao hồ vô. Ok. À, rồi mình sẽ lấy ra một vài con. À. Và con cuối cùng là Cash Form. Ok. Hồi máu cái đã. Ok, rồi, tại sao mình lại lấy con Cat Form vào đội hình? Vì mình sẽ dùng con Cat Form này bắt thêm một huyền thoại nữa. Dùng Aeon Flood bay lên. Hầu như bản này bắt huyền thoại toàn là dùng con này bay không à. Đa số. Đó. Khi mà có con Cat Form trong đội hình thì các bạn có thể thấy là có một cái đám mây rất là to. Nó ở phía trước mặt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào nha. Vô. Ok. Stone này đất. Rồi thì mình cũng nói sơ qua là phiên bản Omega Ruby chúng ta sẽ bắt Stone này đất, và phiên bản Alpha Sapphire chúng ta sẽ bắt Thunder Rush lại chia ra nữa. Wow. Mà hỏi kệ đi, biết sao bây giờ nhà phát hành game họ đã muốn như vậy rồi thì mình đành nghe theo thôi. Ok. Quickball. Thấy chưa? Bắt huyền thoại thì dùng Quickball ngay đầu tiên nó cũng không có hiệu quả cao lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ, cứ dùng đi. Ok, Thunder Wave. Drain. Oh, Strange một phát mà gần chết hả? Oh man, con này phòng thủ yếu thế nhờ. Ok, bắt luôn đi. Đánh cái nữa nó cũng lên đường à. Một. Grunt. Máu nó chưa đỏ cho nên là bắt có lẽ là hơi khó một chút. Một. Oh man. Một. Hai. Ba. Toan. Ok. Ta da 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 da. Rồi. Như hồi nãy mình nói là Omega Ruby chúng ta sẽ bắt Tornadus. Alpha Sapphire sẽ bắt Thunder Rush. Vậy còn Lando Rush thì sao? Lando Rush cũng là con trong bộ ba này. Ok, rồi cũng giống như bộ ba sáng tạo, khi mà chúng ta tập hợp được Tornadus và Thunder Rush thì chúng ta sẽ bắt được Lando Rush ngay tại cái đám mây hồi nãy luôn. Và làm sao để có hai con kia thì cũng y như hồi nãy, là phải nhờ một cái bạn nào đó chơi phiên bản còn lại trade qua cho mình. Đó, khi mà các bạn chơi Omega Ruby, các bạn phải có một bạn bên Alpha Sapphire trade con Thunder Rush qua. Hoặc là các bạn chơi Alpha Sapphire thì các bạn phải có một bạn chơi Omega Ruby trade con Tornadus qua thì các bạn mới có cả hai. Khi các bạn có cả hai rồi á, bỏ cả hai vô đội hình thì các bạn sẽ bắt được con Lando Rush ngay tại cái đám mây luôn. Đó, các bạn rõ chưa? Còn mình chơi giả lập cho nên không trade được. Buồn vãi nồi. Mà thôi đành chịu. Rồi, thì mình đã bắt xong hai huyền thoại và mình sẽ làm thêm một việc nữa.
Ui à, man, mấy cái con chim này. Lúc mà bay trên Latios vẫn có khả năng gặp Pokemon hoang dã nha các bạn. Khi mà mấy cái con chim nó bay ngang qua mà các bạn đụng với chúng nó thì sẽ có một trận đấu. Ủa đâu rồi nhỉ? À đây. Ở đây là Mirai Mountain. Thì mấy cái địa điểm Mirai này á, nó sẽ thay đổi mỗi ngày. Có khi các bạn, có ngày các bạn sẽ tìm được cái hang Mirai, có ngày thì các bạn sẽ tìm được cái núi Mirai. Thì bây giờ mình đã tìm được Mirai Mountain, tức là cái núi Mirai, thì chúng ta sẽ vào thử xem có cái gì trong này. Ok. Oh man. Magnetic. Gì đây? Oh, zing. Hết rồi à? Teo teo. Ủa, hết rebel rồi hả ta? Mát rebel đâu? Đường rồi. Ok, rồi vô đây chỉ lấy được cái zing thôi. À không, còn một cái ở đâu nhỉ? Deep Sea Scale. Ok, chắc là hết rồi đó. Rồi bay ra luôn. Đấy, thì mấy cái chỗ, mấy cái hòn đảo Mirai này nó sẽ thay đổi mỗi ngày. Nếu như mà chúng ta hên á, các bạn hên á, các bạn có thể tìm được nơi trú ẩn của Resilia, huyền thoại Resilia. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ về kiểm tra hai con huyền thoại chúng ta vừa bắt nhé. Tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn của Resilia, mặc dù ngày nào mình cũng đi dò mấy cái điểm Mirai đó hết á. Withdraw. Đâu rồi? Bokia trước đi. Ui nhầm. Tính cách là Bray. Cái này là tăng tấn công vật lý và giảm tốc độ. Lại giảm tốc độ, mình thì mình không thích những cái tính cách nào mà nó giảm tốc độ nha, vì mình không thích đi sâu đối thủ. Ok. Hai hệ nước và rồng. Earth Power. 90 sát thương phép hệ đất, có thể làm cho đối thủ bị giảm cái phòng thủ phép. Aura Sphere, 80 sát thương phép hệ giác đấu. Thì cái chiêu này không bao giờ miss, đánh là trúng, đánh là trúng. Spatial Rain, chiêu này 100 sát thương phép hệ rồng. Chiêu này thì nó rất là dễ read down. Thì theo mình nhớ cái chiêu này là chỉ có một mình con Bokia dùng được thôi. Còn con Dioga hình như là Time Roll đúng không? Tiếng gầm thời gian á, mỗi con có một chiêu riêng của nó. Hydro Pump 110 sát thương phép hệ nước. Theo mình nhớ những phiên bản đầu á thì chiêu này là 120 sát thương, nhưng mà cái chính xác của nó chỉ có 70 thôi. Còn những phiên bản này á thì tăng cái chính xác lên nhưng mà giảm sát thương xuống, còn 110. Rồi, một em. Tiếp. Tornadus. Tính cách là lonely, là cô đơn. Tính cách này thì
tăng sức tấn công vật lý và giảm phòng thủ vật lý. Trời, phòng thủ vật lý nó yếu xìu, hàng chi hồi nãy mình dùng cái con mặt Nitric để mình trang một phát nó gần chết luôn. Mặc dù cái chiêu trang nó sát thương nó khá thấp. Hệ bay làm sao để đổi dạng cho nó nhỉ? Ok, Extra Sensory, chiêu này cũng khá quen rồi ha. 80 sát thương phép, hệ tâm linh, có thể làm cho đối phương bị blink, tức là mất một lượt. Agility, cái này là tăng tốc độ rất cao. Air Slash, 75 sát thương phép, hệ bay, có thể làm cho đối phương bị blink, lại blink. Run, 80 sát thương vật lý, hệ bóng tối, có thể làm cho đối phương giảm cái phòng thủ vật lý. Ok, rồi, vậy là video này của mình đã bắt được Bokia và Tornadus. Và video cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Và nếu đây lần đầu bạn đến với Giang Ngố Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh yeah.